Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ sang một cái video về ngôn ngữ lập trình Dart. Thì cái này là để bổ sung thêm cho cái tút cái danh sách các cái video về Flutter. Đấy thì có một số bạn comment với mình là cái Flutter của cái năm 2020 là các bạn vừa code nó không chạy. Thì bổ sung thêm cái video về Dart tại cái thời điểm này là phiên bản mới nhất là 2022 vào tháng 7. Đó. Thì cái video này sẽ rơi vào khoảng 2,5 giờ. Đấy, thì mình tổng kết lại về cái ngôn ngữ lập trình Dart. Thì cái ngôn ngữ Dart này để làm gì? Nhất là chúng ta sẽ xây dựng các cái ứng dụng mobile, cụ thể chúng ta dùng cái framework rất là nổi tiếng là Flutter. Đấy, Flutter. Tiếp theo là viết các ứng dụng chạy trên máy tính, chạy trên Windows, trên Linux và trên macOS. Thì cái này nó không được thông dụng lắm. Đấy. Để viết ứng dụng đa nền tảng trên trên máy tính thì chúng ta có nhiều option lắm. Chúng ta có thể viết bằng Kotlin, chúng ta có thể viết bằng Java, phải không ạ? Còn Dart thì là cũng có nhưng mà ít. Rồi. Tiếp theo là Dart Web thì cái này cũng không được nhiều lắm. Rồi. Chủ yếu là chúng ta phục vụ cho cái ứng dụng mobile app của Flutter thôi. Nhưng trong cái video này thì mình chỉ tập trung về ngôn ngữ lập trình Dart. Đấy. Để cho các bạn có một cái nhìn tổng quan và làm một số các ví dụ để chúng ta cập nhật cái Dart mới. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Trước tiên thì chúng ta cần phải cài cái gọi là Dart SDK hay còn gọi là Software Development Kit. Đấy, trước tiên thì ta cứ mở cái một cái thư mục bằng Visual Studio Code. Các bạn open folder đến cái thư mục mà các bạn muốn soạn code trên đấy. Đấy, ở đây mình đang để một cái thư mục trống trơn. Đấy, tùy theo mọi người có thể để ổ C, ổ D. Chúng ta bấm vào cái phần extension ấy, xong các bạn cài cái gọi là Dart ra. Đấy, thì Dart Programming Language này. Các bạn cứ chọn cái phiên bản mới nhất và cài. Đó, thì tại cái thời điểm này là chọn cái phiên bản mới nhất cài cho các bạn. Thế chúng ta cài cái gọi là tạo ra project mới đó. Các bạn chọn kiểu của nó là console application. Tức là cái ứng dụng mà nó có cái cửa sổ đen đen đó. Đấy, cơ bản nhất, không có giao diện hay là chưa có giao diện gì cả. Cái tên project thì các bạn cho nó tên dự án của chúng ta, chẳng hạn như là Dart Tutorial, cho một tên nó dễ hiểu một chút, tức là học về Dart Tutorial, hướng dẫn, phải không ạ? Đấy. Thế xong các bạn sẽ đợi một lúc, đợi khoảng mấy giây thôi. Đấy, thì chúng ta thấy là rất là nhiều file được tạo ra đây, một đống các cái file được tạo ra. Đấy là cái project được generate ra. Đấy. Thì trong cái bước trước ấy, các bạn thấy rằng là mình có phải download một cái Dart SDK về, đúng không ạ? Thì các bạn thấy là mình sẽ để trong cái thư mục này này. Đây. Gọi vào environment path. Đây này, C Dart SDK bin. Đấy. Thì cái này các bạn chỉ cần Google search cái Dart SDK, sau đó thì mình download một cái file zip về. Xong mình bung cái file zip ra, mình extract cái file zip ra. Đấy, mình ném vào trong ổ C. Rồi các bạn cho vào cái environment path, cái biến môi trường của Windows, chúng ta set cái biến môi trường là cái đường dẫn đến cái thư mục bin của cái Dart SDK. Rồi, bây giờ chúng ta chạy thử xem. Start without debugging, tức là chạy thẳng, chả có debug gì hết. Nó sẽ hiện ra chúng ta là Hello World 42. Đó, cái 42 đấy là cái biến gọi là calculate, Dart Tutorial.calculate. Chúng ta không quan tâm, thì mình xóa cái dòng đi. Mình quan tâm là nó chỉ chạy đến cái dòng số 4 là được rồi. Đấy. Thì đây là cái phiên bản, các bạn vào cái file YAML PubSpec, file PubSpec, ta thấy là các cái thông tin về cái dự án của chúng ta, cái project của chúng ta, phải không ạ? Rồi, thế mình xóa cái dòng này đi và chúng ta sẽ khai báo một cái biến. Biến này cũng gọi là first name, tên là Nguyễn, và va là viết tắt của variable là một cái biến. Đấy, thì đây là một cái biến. Thì cái hàm main này nó sẽ khởi chạy lần đầu tiên khi mà cái project chúng ta được bật lên, thì cái hàm main này nó sẽ chạy lệnh print để in giá trị của cái biến đó ra cửa sổ console. Ở đây là chúng ta ra màn hình, chúng ta xem được. Rồi chúng ta chạy, chúng ta sẽ nhìn thấy là nó hiện ra cái chữ Nguyễn. Và ta viết thêm một cái biến nữa, định nghĩa thêm một biến nữa kiểu string. Thì các bạn thấy là cái dòng số 4 thì mình khai báo một cái biến kiểu va, tức là nó sẽ tự nhận kiểu. Đấy, nó thấy cái chữ Nguyễn thì nó sẽ tự nhận kiểu là kiểu string hay là kiểu số ký tự. Thế còn ở dòng tiếp theo là cái last name ấy, thì nó sẽ tự nhận nó là kiểu string.
Đấy, tức là mình khai báo mình ốp nó luôn là kiểu swing rồi. Thế còn cái dòng số 4 là nó tự dò ra, đấy là kiểu string, tùy thuộc vào giá trị. Rồi, cái string template có nghĩa là mình gắn biến vào một cái sâu ký tự, thì đấy gọi là string template. Giống như dòng 6 ấy, nó sẽ hiện ra chúng ta là first name bằng Nguyễn và last name bằng Đức Hoàng. Rồi, chúng ta có thể khai báo một cái biến tên là full name, tên đầy đủ. Chúng ta ghép chuỗi first name với last name cho một cái dấu cách ở giữa, thì chúng ta sẽ được cái biến là biến full name. Rồi chúng ta in cái biến full name ra, thì lúc này sẽ là full name 2 chấm đô la full name, nhớ chấm phẩy. Kết thúc một câu lệnh thì chúng ta nhớ là chấm phẩy. Sau đó bạn chuột phải và run code. Chuột phải run code hoặc là chúng ta bấm run ở trên đều được. Thế thì nó sẽ hiện ra cái giá trị của biến full name, này là Nguyễn Đức Hoàng. Đó. Ok, như vậy là vừa nói cho mọi người hai cách để chúng ta ghép chuỗi, đúng không ạ? Chúng ta ghép chuỗi bằng cách là sử dụng dấu đô la, hoặc là chúng ta ghép chuỗi bằng cách là sử dụng dấu cộng. Đấy. Nhưng mà cái cách sử dụng dấu đô la thì nó sẽ hay ho hơn, nhìn nó ngắn gọn hơn. Và hơn nữa là gặp phải các cái số nguyên ấy, thì chúng ta sẽ không phải đi convert các cái số nguyên hay là số thực sang sâu ký tự nữa. Đấy. Rồi full name. Chỗ này sẽ in cái full name ở dòng số 8, ta in nó ra đi. Ở trong chạy thử run code. Đấy. Chỗ này cũng ra được chữ Nguyễn Đức Hoàng nhá. Trong trường hợp này thì các bạn thấy là cái dòng số 7 nó nhìn nó ngắn gọn và nó hay ho hơn, phải không ạ? Đôi khi chúng ta có những cái sâu ký tự mà nhiều dòng, multi line, thì chúng ta làm thế nào ạ? Chẳng hạn như một bài thơ, thì để xử lý cái vụ văn multi line mình phải cho cái ba dấu ngoặc đơn. Đấy. Sau cái ba dấu ngoặc đơn thì các bạn muốn viết gì thì viết, các bạn enter xuống dòng. Đấy, thì chúng ta sẽ được cái multi line. Cái này giống như là kiểu như là có gì in nấy. Đó. Chẳng hạn như đây là cái poem, là một bài thơ. Đó. Có 3 dòng như thế này. Bấm run code. Bây giờ ta sẽ nhìn thấy là nó hiện ra 3 dòng như thế. Đấy. In the dark night with answered love in flame vân vân. Đó. Thế nên đây là chúng ta in nhiều dòng hay là một cái kiểu như một cái bài thơ đó. Chúng ta có thể là dùng 3 dòng nháy đơn và 3 dòng nháy kết thúc. Đây mình còn một cái nữa là cái ký tự đặc biệt này. Các cái ký tự kiểu dạng icon ấy, thì các bạn để nhớ là set. Xong rồi chữ U, U viết tắt của Unicode. Các bạn search trên mạng ra một số các cái mã Unicode đặc biệt nào đó, các bạn paste vào đây. Chẳng hạn như là cái từ copyright đấy, là cái ký tự A còng đó, à, cái tự tự C đấy, tự C xong rồi vòng tròn cái này, ký tự copyright. Rồi, run code đi. Chúng ta sẽ được là this is copyright. Đấy. Tròn một cái và chữ C. Đấy là ký tự copyright. Bây giờ chúng ta cứ kiểm tra xem là cái một cái string nó bị rỗng hay không. Thì cái hàm kiểm tra của nó là gì? Chấm is empty. Thì các bạn thấy là cái is empty đấy nó không có mở ngoặc đóng ngoặc. Thôi bỏ cái mở ngoặc đóng ngoặc đi. Thì nó mới chạy. Đấy, ta bỏ một ngoặc đóng ngoặc đó, thì cái này nó là một cái property, cái isempty đóng vai trò như một cái property. Đấy, theo kiểu như getter, nó giống như cái hàm getter đó, cái isempty này giống vai trò như cái hàm getter đó. Ta kiểm tra xem là cái poem, cái biến lưu trữ thông tin cái bài thơ ấy là isempty có bị rỗng hay không. Trong này nó hiện ra là is not empty. Đấy, bởi vì là cái string ở trên chúng ta có giá trị và có nội dung. Đó, cho nên là isempty bằng fail. Đấy, như vậy nó sẽ nhảy đến dòng số 22. Chúng ta một cái kiểu dữ liệu nữa là kiểu bool. Nhận hai giá trị đúng hoặc sai. Ở đây chúng ta đặt một biến tên là isvalid input, tức là cái đầu vào nó có hợp lệ hay không đấy. Một biến chúng ta là đặt tên như thế thì hợp lệ khi nào? Khi mà first name not empty và last name not empty. Đấy, thì chúng ta có thể viết kiểu như thế này. Đó. Với những biểu thức logic dài thì các bạn nhớ nó tab nó vào và cho thành nhiều dòng. Đấy, chứ tránh để cái dòng code của chúng ta dài sang bên phải.
rất là khó đọc. Ta nhớ là cắt bớt và xuống dòng để cho để giữa các cái dấu và đấy. Hai cái và người ta để xuống dòng. Các bạn có thể print cái is valid input thì lúc này nó sẽ trả về true. Đấy, bởi vì first name và last name của chúng ta trong trường hợp này đều not empty, đều có giá trị. Đấy, đều is not empty. Rồi, các bạn tạo ra một cái file tên là functions sc. Thì trong cái file dat này chúng ta sẽ viết nhiều cái hàm ở trong này. Đấy. Cái thứ nhất chúng ta cần học đấy là cái hàm trả về giá trị. Đây chúng ta viết một cái hàm tính tổng, đặt tên nó là S. Tham số đầu vào là hai số nguyên A và B. Đấy. Thì mở ngoặc đóng ngoặc thì là cái nội dung của cái thân hàm. Chúng ta sẽ return ra cái gì ạ? A cộng B. Đó, tính tổng của hai số nguyên. Đấy. Thì đây là cái nội dung của cái hàm S, tính tổng hai số nguyên. Đấy. Bây giờ chúng ta thử 2 cộng 3 is gì? Chúng ta muốn gọi hàm ở đây chúng ta phải là đô la nhé. Đô la mở ngoặc đóng ngoặc. Đấy. Với gọi biến thì chúng ta không cần cái mở ngoặc đóng ngoặc. Nhưng gọi hàm thì chúng ta cần phải mở ngoặc đóng ngoặc. Là s mở ngoặc đóng ngoặc 2 3. Đấy, xong rồi chúng ta bấm vào đây. Đấy. Nó đang khuyến cáo chúng ta là import. Các bạn bấm chuột vào cái hình cái đèn ấy, cái đèn vòng vàng vừa rồi đó. Thì chúng ta nó sẽ tự import cái file function này vào. Rồi. Ta viết tiếp một cái hàm mà có tham số đầu vào được gắn nhãn, name parameter hay là label parameter cũng được, tức là cái tham số đầu vào được gắn nhãn. Gắn nhãn có nghĩa là các bạn có thể nhìn được thấy cái tham số đầu vào. Đó. Thì lúc này đây chúng ta nhớ là có cái ngoặc nhé. Name parameter chúng ta cần có cái ngoặc, ngoặc đóng ngoặc mở. Name hay là label parameter cũng được. Đấy, thì nó sẽ là khi mà gọi hàm thì chúng ta sẽ có dạng là nó viết cái biến ở đằng trước cái giá trị để chúng ta biết đấy cái biến đấy là biến gì. Đấy, rất là thuận tiện. Rồi, chúng ta có hàm nhân hai số thực x và 0, y bằng 0. Đấy, y bằng 0, y bằng 0 đấy là hai cái giá trị mặc định. Tức là trong trường hợp các bạn không truyền hai cái giá trị đấy vào thì nó mặc định lấy là x bằng 0 và y bằng 0. Rồi, bây giờ ta thử một cái phép nhân này. Chẳng hạn như ở đây chúng ta in ra màn hình là 5 nhân với là gì? 5 lần 6. 5 tham 6 là 5 lần 6 bằng gì? Đô la của multiply. Rồi, 5,6. Số x 2 chấm. Đấy, các bạn thấy không? Thì đây cái này gọi là name parameter, tức là tham số đầu vào được gắn nhãn. Đấy, x 2 chấm. 5, và y 2.6 thì nó sẽ ra là 5,6,30. Đây là hai số thực, hai số double chúng ta nhân với nhau multiply x. Đấy. Các bạn thử đổi x, giá trị của x và giá trị của y cho nhau nhé, thì nó vẫn ok. Bạn viết x trước cũng được và y trước cũng được. Rồi ở đây ta thử hiện là nội dung của x y bên trong hàm xem nào. Dòng số 8 ta hiện ra x bằng đô la x và y bằng đô la y, tức là chúng ta hiện ra cái giá trị của x và y truyền vào đó. Rồi thì lúc này chúng ta hiện ra là gì? Đấy, chúng ta thấy là cái thứ tự nó không còn quan trọng nữa, các bạn cho y trước cũng được mà x trước thì cũng được. Đấy, chả vấn đề gì cả. Đấy, thì cái này nó rất là hay cho chúng ta là gì, khi mà chúng ta truyền vào chúng ta không quan tâm đến cái thứ tự của các cái tham số. Đấy, dẫn đến cái việc code của chúng ta nó sẽ là thuận tiện, nó nhanh hơn. Đấy, chúng ta không phải tra xem là cái tham số đầu tiên là gì, tham số thứ hai là gì. Ta chỉ biết là nó có từng này tham số, thế là ok. Đó. Rồi ta thử multiply, lúc này là x sẽ bằng 23. Y chả nói gì đến thì nó sẽ là lấy giá trị mặc định, tức là bằng 0. Lúc này tích của nó sẽ bằng 0. Y bằng 0 mà, nó sẽ mặc định lấy là y bằng 0. Rồi các bạn thử thay y bằng số khác xem nhé, nó chạy xong đúng không? Đấy. Thì đây là các giá trị mặc định hay là chúng ta gọi là các default value. Đấy. Thay 1 vào đây xem. Thay x bằng 1 và y bằng 1. Trong trường không nhập x, không nhập y thì nó hiểu là 1. Cái này gọi là giá trị mặc định. Giá trị trong trường hợp không cung cấp thì nó lấy giá trị này. Rồi.
Các bạn chạy lại thì lúc này sẽ ra giá trị là 23.0. Bởi vì là chúng ta gì? 23 x 1 mà. Đấy. Bây giờ ta viết tiếp một cái hàm nữa mà nó không trả về giá trị. Đấy. Không trả về giá trị. Tức là nó không có cái đoạn return ở cuối nữa, phải không? Nó không có cái đoạn return ở cuối nữa. Chẳng hạn như là ta có một cái hàm tên là say hello. Đấy, cái đầu vào của chúng ta là một cái biến tên là name. Giá trị mặc định của nó là world, là thế giới. Đấy, thì cái mở ngoặc đóng ngoặc này, các bạn thấy rằng là trong trường hợp này cái hàm đầu, cái hàm của chúng ta nó là cái hàm nó không phải label parameter, tức là nó không có cái tham số đầu vào dưới dạng gắn nhãn như vừa rồi. Chúng ta nhớ là ngoặc vuông nha. Và cấp cho nó một cái giá trị mặc định, chúng ta hello name. Đó. Bây giờ gọi cái hàm say hello này ở bên bên hàm main, chúng ta gọi say hello, mở ngoặc đóng ngoặc. Bên trong ta truyền vào một cái biến tên là Hoàng. Say hello Hoàng. Đó. Sau đó chúng ta chạy, chuột phải và run code. Thì ta sẽ nhìn thấy chữ hello Hoàng hiện ra. Đấy, chúng ta lại tiếp tục say hello. Lần này chúng ta không truyền gì cả. Tham số chúng ta không truyền đến tham số nào hết. Thì nó sẽ lấy cái giá trị mặc định. Lần này sẽ hiện ra là hello world. Nha. Hello world. Đấy. Giá trị mặc định hello world. Đấy. Thế trong trường hợp mà cái bài toán của chúng ta có nhiều giá trị mặc định thì chúng ta cũng như thế, phải không ạ? Chúng ta không truyền cái nào thì nó sẽ hiểu cái chỗ đấy là chúng ta lấy giá trị mặc định. Bây giờ chúng ta sang cái hàm nữa. Cái hàm này có hai tham số đầu vào là server name, tên của server, và cái tham số thứ hai là port. Như là mình lại làm kiểu lẫn lộn. Đấy. Tức là cái tham số đầu vào thì là không gắn nhãn, nhưng mà cái tham số port thứ hai cái cổng thì lại có gắn nhãn, mở ngoặc đóng ngoặc có gắn nhãn. Đấy. Thì lúc này nó sẽ ghép sâu ghép chuỗi để trả về một cái string có dạng HTTPS, server name và port. Rồi chúng ta khai báo một cái biến string URL home, gọi hàm get URL. Đấy, ta truyền vào tham số đầu tiên là server x. Giá trị của nó server x ở tham số thứ hai port bằng port 2.3002. Đấy, chẳng hạn như thế. Thì chúng ta sẽ được một cái biến là URL home. Bây giờ chúng ta in cái URL home ra. Rồi, ta thử bấm vào ha ha ở đây xem nào. Sao đặt debug nhé. Ta bấm vào đây sẽ đặt breakpoint. Xong rồi run start debugging. Đấy, thì chương trình chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Và chúng ta thoải mái, chúng ta bấm next. Và chúng ta in các cái biến ra. Các bạn bấm vào debug console. Chẳng ta in ra cái biến tên là URL home. Đấy, ta được cái giá trị của nó như thế này. Server x 2.3002. Đó. Chúng ta in ra biến first name là bằng Nguyễn nhỉ? Last name. Cái cửa sổ console này nó rất là thuận tiện khi mà chúng ta muốn kiểm tra xem là tại cái dòng code đấy thì các cái biến nó đã đúng như mình mong muốn chưa. Đấy. Chúng ta để gỡ rối, chúng ta tìm bug rất là dễ. Rồi. Chúng ta có thể sử dụng cái mũi tên. Trong trường hợp cái hàm của chúng ta có một dòng thôi thì chúng ta gọi đấy là one line function, tức cái hàm có một dòng thôi. Chúng ta sử dụng mũi tên. Đấy. Thì chúng ta bỏ qua cái return và bỏ qua cái mở ngoặc đóng ngoặc. Đấy. Thì đây nó gọi là one line function, tức là cái hàm mà có một dòng. Đấy. Cái hàm mà chỉ cấu tạo một dòng thôi. Ok. Bây giờ ta lại gọi cái viết một cái hàm nữa là get date time string. Là cái giá trị trả về của nó sẽ là một cái sâu ký tự, là một cái string. Rồi, những cái đầu vào của nó là gì? Có ngày tháng năm, đúng không? Day, month và year. Thì ba cái giá trị này nó có cái dấu hỏi, có nghĩa là optional value. Optional value có nghĩa là day, month và year là ba cái giá trị mà có cũng được, mà không có thì nó sẽ bằng null. Đấy, như vậy dấu hỏi đấy là optional variable hay là null label. Null label có nghĩa là không có giá trị, hoặc là giá trị nó bằng null, đấy nó không chứa giá trị.
bạn không nhập vào. Đó. Thì chúng ta sẽ return ra một cái show ký tự có dạng là ngày, tháng và năm. Đấy. Có một cái dấu trừ xen giữa. Đó. Đây, đô la đây trừ đô la month và trừ đô la year. Thì có ba cái dấu gạch ở giữa đó. Rồi thì đây nó đang là báo lỗi cho chúng ta. Rồi bỏ mũi tên đi. Yes. Đó. Ba cái giấy giá trị day, month, year mà ở đây nếu các bạn không nhập vào thì nó sẽ nhận là null nhá, null. Đấy, thì đấy là cái sự khác nhau giữa cái biến mà có dấu hỏi và không có dấu hỏi. Rồi. À, ta hiện ra today is đó. À, chúng ta sẽ là get date time string. Rồi. À, đây cái giá trị đây chúng ta chọn là ngày bao nhiêu? Mùng 1. Month là bao nhiêu đó, tháng 12. Year là năm bao nhiêu đấy. Rồi, là mùng 1 tháng 12 năm 2022, ví dụ như vậy. À. Ok, 1 tháng 7 năm gì? 2022. Ok. Đấy, today is đây mà làm ra cái tút này. Rồi các bạn chạy thì chúng ta sẽ ra được cái show ký tự như này. Rồi. Nhưng bây giờ nhìn cái show ký tự nó không được đẹp lắm. Các bạn thấy là nếu mà nó nhỏ hơn 10 thì nó phải thêm số 0 mà. Ví dụ như 1 tháng 7 thì là 0107. Các bạn sẽ tạo ra một cái biến tên là string day, str day. Ta kiểm tra xem nếu cái day nhỏ hơn 10 thì ta cho thêm cái số 0 đằng trước. Không ạ? Còn nếu mà day mà lớn hơn hoặc bằng 10 thì là giữ nguyên. Đó. Cái month cũng như vậy. Các cái tháng nhỏ hơn 10 chúng ta cho số 0 ở đằng trước. Đây nó vẫn báo lỗi bởi vì sao? Cái day này nó có thể bị null. Đấy, cái day có thể bị null dẫn đến là các bạn so sánh giá trị null với một cái số nó sẽ bị crash. Chương trình chúng ta sẽ bị crash. Cho nên ở đây mình cung cấp cho nó một cái giá trị mặc định. Thì đây là hai dấu hỏi. Đấy, cái này hai dấu hỏi này nó giá trị mặc định hay là toán từ Envis cũng được. Cái này bên Kotlin thì nó là hỏi và chấm hai chấm hỏi đó. Đó. Thì cái hai dấu hỏi này nghĩa là giá trị mặc định. Trong trường cái măn mà bị null thì cái giá trị mặc định của nó sẽ là 0. Trong trường cái đây là null không nhập thì cái giá trị của cái biểu thức đây hỏi hỏi 0 nó sẽ là bằng 0. Đó. Như vậy là cái hỏi hỏi có nghĩa là default value. Cái giá trị mặc định đấy. Trong trường cái biểu thức ở phía bên trái hai dấu hỏi là bị null. Rồi. Bây giờ chúng ta chạy thử nhá. Này là hết lỗi rồi đấy, chạy thử đi. Rồi, bấm sang nhớ là các bạn phải bấm ở bên Dart tutorial cái file main đó, xong chúng ta chạy nó mới ra. Này sẽ là today is 0107 năm 2021 nhá. Đó. Bây giờ chúng ta viết đến một cái function, cái hàm mà có đầu vào là một cái function khác. Đấy, thì cái này cũng hay này. Cái này thường xảy ra khi mà cái function của chúng ta thực thi ở cái nơi gọi. Đấy, cái phần function nó thực thi ở nơi gọi. Đúng không ạ? Đây nhá. Cái tham số, cái hàm boolean chúng ta có 3 tham số là param1, param2. Param1, param2 thì để làm cảnh thôi. Đấy, nhưng cái param thứ 3 nó là gì ạ? Là một function. Đấy. Thì cái param thứ 3 này nó sẽ, cái phần thực thi của cái completion nó sẽ nằm ở bên hàm Dart tutorial. Nhưng mà cái nơi để gọi ra cái completion thì lại nằm ở bên function. Đấy. Đấy nhá. Đây các bạn cho một cái gọi là do some task này. Rồi. Chúng ta print ra do something. Sau đó chúng ta làm nhiều lệnh gì đó dòng 32. Sau dòng 32 chúng ta có thể có nhiều lệnh gì đó, đúng không ạ? Thực hiện một cái đoạn lệnh dài. Kết thúc xong rồi thì đến dòng 33 nó sẽ gọi hàm completion. Đấy, gọi cái hàm completion. Ok. This is a result. Chúng ta phải có chấm than rồi gì ạ? Chấm than có nghĩa là bạn khẳng định chắc chắn rằng là cái completion đấy nó khác null. Có nghĩa là có cái phần thực thi ở bên phía gọi. Đấy. Như vậy là cái hàm do some task này cho chúng ta biết là khi nào thì hàm completion được gọi. Khi chúng ta xong việc, hàm completion được gọi.
Thế còn cái ở bên phía Dark Tutorial thì cho chúng ta biết là cái hàm completion làm gì. Đấy. Nên là ở đây chúng ta sẽ completion là đây là phần thực thi. Đó. Cái phần thực thi thì chúng ta cho nó vào một cái khối lệnh, một cái block. Đấy. Đây, string result, một ngoặc đóng ngoặc. Thì cái này được gọi là một cái block. Đó. Block, một cái khối lệnh, một cái hàm dưới dạng một khối lệnh. Rồi bây giờ các bạn thì in ra, in thử cái giá trị của cái đô của cái biến result xem nó ra cái gì. Thì the result is dollar result, chưa? Đấy, ta in nó ra. Rồi bây giờ các bạn chạy, các bạn thấy là cái chương trình của ta nó sẽ thực thi do something, sau đó thì tức là thực thi cái nội dung của hàm do some task, sau đó thực thi đến nội dung của hàm completion. Bởi vì bên trong cái thằng do some task này nó cho biết là cái hàm completion khi nào được gọi. Đấy. Khi nào xong dòng 32 thì completion mới được gọi. Yeah. Rồi bây giờ ta truyền, cố tình truyền tham số đầu vào, nó không phải là một cái sâu ký tự nữa. Nó là param 1 cộng param 2 đi thì nó sẽ ra một số nguyên đúng không? Đấy, thì lúc này chúng ta sẽ là integer. Đấy. Lúc này cái result của chúng ta sẽ là integer. À. Và lúc này the result is của chúng ta sẽ là gì? 3. Bởi vì là param 1 là 1, param 2 là 2, 1 cộng 2 bằng 3. Như vậy cái param này của chúng ta thì có thể có một param, có thể có nhiều param nhá. Nhiều param cũng làm tương tự như vậy. Đó. Có nghĩa là đến cái phần completion là cái giá trị trả về, giá trị trả về đứng ở bên phía thằng do some task, nó đóng vai trò giống như là một cái hàm callback, cái hàm callback. Rồi bây giờ ta nói về cái danh sách hay là một cái mảng gồm nhiều ký tự. Thì ở đây chúng ta có một cái mảng đặt tên là car branch, tức là các thương hiệu ô tô. Đó. Ở trong cái phần các thương hiệu ô tô này thì chúng ta có Bentley này, chúng ta có BMW này, ta có Audi này, có Fiat, có Mercedes-Benz. Đấy. Rồi ta phải in cái car brands này ra. Đấy, danh sách các string. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là gì? Thông thường chạy lần đầu có thể không được thì mọi người nhớ là Ctrl S lưu lại, và mọi người chạy lại lần nữa thì nó lại chạy bình thường nhé. Đấy, này nó lại hơi dị như thế. Hôm nay chúng ta sẽ hiện ra được cái danh sách. À. Tiếp. Chúng ta sẽ đếm số các cái phần tử, thì chúng ta dùng hàm gì? Hàm count hay là hàm len nhá, len chứ phải count. Thì chúng ta là zera carbrand.len, .len là cái độ dài, cái property hay là cái getter để lấy ra cái len, cái độ dài của cái mảng. Vậy chúng ta có 6 phần tử. Như vậy đây là zera 6 brand names. Chúng ta có 6 cái thương hiệu. Zera 6 brand names. Chúng ta car brand, ta lại gắn nó sang một cái mảng khác. Mảng này có 2 phần tử. Đấy. Ban đầu car brand là 1, 2, 3, 4, 5, 6 phần tử. Nhưng bây giờ ta gắn sang cái mảng khác. Mảng này có chứa 2 cái sâu ký tự tên là Toyota và Honda. Giờ cái dòng số 54. Đây dòng số 51 ta hiện ra. Đấy, cái lệnh số dòng số 52 nó gọi là rear side, tức là mình gắn nó cho một cái mảng khác. Rồi chúng ta chạy, chúng ta sẽ được là có 2. Đấy. Nhưng này giá trị của car brand sẽ được thay thế bằng cái mảng mới. Đó. Nhưng bây giờ nếu mà chúng ta đổi cái này thành final thì nó báo lỗi ngay. Đấy, tức là final là gì? Final có nghĩa là cái biến final đó không được gắn sang thằng khác nữa, đã mà chỉ được phép gắn một lần. Có nghĩa là cái dòng 42 ông gắn một lần rồi thì thôi, sang dòng 30, dòng 50 mình không được gắn lại nữa, không được reassign nữa. Đấy. Không được reassign nữa, không được phép gắn lại. Đấy, một biến là final đó. Thế nhưng mà nếu mà ta thay đổi giá trị bên trong thì có được không ạ? Ta thay đổi cái phần tử 0, chúng ta thay bằng giá trị phần tử 0, chúng ta thay bằng Toyota đi xem nào.
hay là Honda đi, thay giá trị phần tử không bằng Honda đi, chúng ta chạy, ok, thì nó này nó thành Honda, được. Có nghĩa là final là tôi không thể gắn reassign cả cái mảng ấy cho thằng khác, nhưng tôi có thể assign một phần tử bên trong của mảng cho thằng khác nhé. Đấy. Như vậy nó gọi cái đấy gọi là mutable đấy. Tức là bên trong vẫn sửa được, nội tại vẫn sửa được, mỗi tội không gắn được thôi. Đấy. Thế nhưng mà nếu mà các bạn để nó constant đấy, thì là tiêu luôn, constant là gần như đóng băng luôn, không sửa được bên trong. Đấy. Như vậy constant đây nghĩa của chúng ta hiểu như kiểu đóng băng, hay còn gọi là immutable. Đấy, ta không sửa gì được ở bên trong, bên trong mảng không sửa được, không sửa mà cũng không reassign được nhá, khi mà đã constant. Như vậy constant nó chặt chẽ hơn so với thằng final. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cần duyệt qua các phần tử bên trong, thì có nhiều cách để duyệt. Thì khi nghĩ đến duyệt, nghĩ đến iterate thì chúng ta nghĩ đến biến i, mà chúng ta nghĩ đến vòng for. Như vậy chúng ta dùng vòng for, ta cho i chạy từ 0 cho đến length, có nghĩa là i từ giá trị 0 đến giá trị length trừ 1 đó. I cộng cộng à, mỗi lần thì duyệt qua thì tăng lên 1. Chúng ta lấy ra được cái car branch của từng phần tử trong mảng, có nghĩa là car branch truy cập từ phần tử bằng gì, ngoặc vuông i. Rồi và các bạn in cái car branch ra ở dòng số 58, in nó ra. Đó. Các bạn sẽ thấy là các cái thương hiệu nó được in ra, là Bentley này, Mercedes này, Fiat này, vân vân. Đấy, chúng ta sẽ thấy nó hiện ra các cái phần tử bên trong bằng cái lệnh duyệt iterate. Bây giờ ta sang một cái lệnh duyệt hay ho hơn là dùng hàm for x. Thì ra dùng hàm for x và bên trong for x nó có một cái hàm khác nữa. Đấy. Thì là cái hàm trong hàm nãy ta vừa làm ví dụ rồi. Thì mỗi tội là cái hàm for x này là sao? Cái nội dung bên trong thì là do tác giả phần mềm Dart của họ viết rồi. Đấy. Chúng ta không can thiệp bên trong, mà ta chỉ biết rằng là cái đầu vào của hàm for x đấy là một cái function có đầu có input, hay là có đầu vào là một cái là từng phần tử bên trong của mảng. Chúng ta đặt tên cho nó là car branch. Đấy. Nếu các bạn đặt tên nó là item hay là đặt tên nó là branch thì nó vẫn chạy nhá. Đấy, nhớ là các bạn bấm vào đây import à, không đây nó bắt ignore. Cái ignore là để làm gì? Tức là họ khuyến cáo mình là không nên dùng cái for x mà nên dùng cái kiểu lặp ở trên đó. Còn nếu mà các bạn vẫn cố tình dùng và bỏ qua cái warning, bỏ qua cái cảnh báo, thì các bạn thêm cái dòng số 62 vào để chúng ta ignore avoid function literal. Cái hàm suffer này để cháo, cháo. Thế sao phải cháo? Chẳng hạn như các bạn có một cái danh sách các câu hỏi trắc nghiệm, chúng ta cần phải suffer nó đi. Đấy, thì cái hàm này rất hay đó. Khi các bạn quản lý các cái danh sách mà các câu hỏi trắc nghiệm thì các bạn có hàm suffer để nó cháo đi. Thì chúng ta thử in nó ra nhé. Đấy, after suffer ta car branch. Lần này sẽ chỉ cho các bạn một cái cách in khác, ta chuyển nó thành hàm map, ta gọi esmap. Esmap giá trị trả về nó sẽ chuyển thành các cái đối tượng dạng key value. Sau chúng ta duyệt thì mỗi cái đối tượng này có hai phần tử là key và value đấy. Tức là tuper đấy. Bây giờ chúng ta in ra hai cái tuper đấy, cái tuper đấy thì là nó gồm có hai giá trị là index và giá trị của từng đối tượng. Cái index sẽ là chạy từ 0 cho đến length trừ 1, có nghĩa là 0, 1, 2, 3, 4, 5 đến length trừ 1, và cái car brand nó chính là cái đối tượng. Nếu các bạn in nó ra thì các bạn sẽ được là phần tử 0 là gì, phần tử 1 là gì. Rồi chúng ta bỏ cái constant này đi để final thôi. Rồi chúng ta chạy lại lần nữa. Đấy thì lần này chúng ta sẽ thấy rằng là nó hiện ra là index 0 là car brand dòng Bentley này, index 1 thì là Mercedes Benz này. Đấy, ta sẽ so sánh tương ứng. Cái nội dung thì nó lại không giống như cái thằng cũ, bởi vì nó shuffle rồi mà. Shuffle tức là nó bị cháo đi rồi, nó bị cháo đi rồi. Cho nên là cái nó sẽ không giống cái mảng trước đó nữa. Các phần tử thì là vẫn như thế, nhưng vị trí nó thay đổi thôi.
Rồi, bây giờ các bạn muốn chèn thêm một cái phần tử vào bên trong của mảng thì chúng ta dùng hàm add. Add thì nó sẽ chèn cái phần tử nó xuống cuối. Chẳng hạn như là Mazda, các bạn thêm cái string là Mazda này, sẽ được chèn vào phần tử cuối cùng. Đấy. Bây giờ mình in cái car branch sau khi chèn. Dòng 73 là cái car branch sau khi chèn. Để in nó ra. Thì lúc này nó sẽ truyền cho Mazda. Đây này, Mazda. Lúc này sẽ bay xuống cuối cùng. Đấy, bay xuống cuối bảng, best bảng luôn. Thì cái hàm S này sẽ đẩy, sẽ insert, sẽ chèn phần tử vào cuối cùng. Rồi. Add. Bây giờ mình lại muốn chèn nó vào phần tử đầu tiên. Đấy. Thì ta phải chỉ ra là gì? Nó là phần tử 0. Đấy. Để sau này chúng ta có thể chèn vào phần tử vị trí bất kỳ được. Thì lúc này chúng ta dùng hàm insert các bạn nhé. Đấy, insert. Giá trị đầu tiên là 0, có nghĩa là phần tử đầu tiên đó. Đấy, chúng ta insert cái giá trị thương hiệu mới, chúng ta đặt là Cadillac đi. Cadillac đi. Cadillac cho phần tử đầu tiên, tức là phần tử 0, phần tử 0. Đấy, insert 0, Cadillac. Rồi. Rồi, in ra lần nữa. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là đâu? Để ra chưa? Đấy, Cadillac cũng được nhảy đến phần tử đầu tiên trong mảng. Đấy. Nếu mà cho những phần tử bất kỳ thì chúng ta thay cái số 0 đó bằng cái index của cái phần tử mà bạn muốn chèn vào. Dễ thôi nhỉ. Rồi, bây giờ ta cũng tạo ra một biến tên là clone car branch. Clone là nhân bản, nhân bản có nghĩa là ta tạo ra một cái đối tượng khác. Ở đây là ta tạo ra một cái mảng khác giống hệt cái mảng cũ nhưng mà nó nằm ở cái vùng nhớ khác. Đấy, gọi là nhân bản đấy. Tức là tạo ra hai anh giống hệt nhau nhưng mà coi như là hai anh đứng ở hai chỗ khác nhau, gọi là different location. Rồi các bạn in nó ra. Thì cái ba dấu chấm này thì có nơi nó gọi là spread operator cũng đúng nhá. Bạn nào code JavaScript nó gọi là spread operator để nhân bản một đối tượng. Rồi chúng ta hiện cái clone car branch ra. Bấm chạy đi. Rồi, lúc này chúng ta sẽ được một cái mảng giống hệt cái mảng cũ. Được nhân bản ra từ cái mảng cũ. Đấy, số phần tử nó bằng cái số phần tử mảng cũ, giá trị nó bằng. Mỗi tội cái location, tức là cái địa chỉ của nó khác. Thế để làm sao chúng ta kiểm tra được là hai thằng nó nằm ở hai nơi khác nhau? Thì là cách rất đơn giản là chúng ta sửa cái thằng một trong hai thằng. Đấy, chẳng hạn chúng ta sửa cái phần tử 0 của thằng clone. Xong ta in nó ra thì ta sẽ thấy là hai thằng này nó khác nhau. Đấy, hai thằng nó khác nhau. Bởi vì nó nằm ở hai vùng nhớ khác nhau mà sửa thằng nào chỉ ảnh hưởng đến thằng đấy thôi, không ảnh hưởng đến thằng còn lại. Đấy. Rồi, dòng 78 ta sửa giá trị của phần tử 0. Sau đó dòng 79 và dòng 80 ta in cả hai thằng ra. Thì lúc này nó không còn giống nhau nữa. Đấy, các bạn thấy không? Nó không còn giống nhau nữa. Cái thằng clone car branch phần tử đầu tiên nó được chuyển thành Honda rồi, chứ không còn là Cadillac nữa. Đấy. Thì đấy là để kiểm tra xem hai thằng có khác location không. Chúng ta cần sửa giá trị của một trong hai thằng. Và thằng kia vẫn không thay đổi, có nghĩa là hai thằng độc lập. Rồi. Các bạn sort ascending là sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Đấy. Chẳng hạn như tăng dần theo tên thì chúng ta làm sao? A, B, C, xong rồi D, vân vân. Xong đến I, Z. Đấy là sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Chúng ta dùng hàm sort. Và trong cái hàm sort này chúng ta cũng đầu vào hàm sort cũng là một cái function khác. Function này có hai biến A và B. Đấy, giá trị trả về của nó là cho biết là anh nào lớn hơn anh nào. Đây chúng ta có thể dùng hàm A compare B, compare to. Đấy. A compare to. Thì bây giờ chúng ta hiện ra cái giá trị sau khi sắp xếp đi. Đó là after sort ascending, ta in cái clone car branch này ra xem. Ta run. Đấy. Chúng ta thấy là A này, xong đến BMW này, xong đến Bentley này, thế cái thằng Mercedes-Benz là cái vần M ấy thì nó là bị nhét xuống cuối. Vần M bị nhét xuống cuối. Ok. Thì đấy là sắp xếp theo thứ tự tăng dần theo tên. Thực ra thì thằng này nó có mỗi từng phần tử nó là kiểu string thôi mà. Đấy.
Nếu ta đổi ngược B thành A, thế là lúc này nó sẽ là B compare to A cơ. Thì lúc này nó sẽ trở thành là sort ascending, ascending, tức là sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Có nghĩa là cái vần M trước, XYZ trước ấy, sau đó thì mới đến C, xong đến B, xong đến A. Đây là cái vần A là cuối cùng, mà cái đầu tiên thì là vần XYZ. Kiểu như thế. Ở đây nó chỉ đến M thôi. Rồi, chúng ta tạo ra một cái class, một cái lớp. Ở trong này thì cái lớp sẽ cho biết, sẽ định nghĩa những cái thuộc tính và những cái phương thức cần có để chúng ta tạo ra đối tượng. Đây chúng ta có thực thể hay là một cái class hay là một cái lớp tên là vehicle, tức là xe cộ. Xe cộ thì chúng ta có hàm khởi tạo bao gồm các cái thuộc tính đóng vai trò là thuộc tính của vehicle, gồm có là name này, year tức là tên của cái xe đó, cái năm sản xuất ra cái xe đó. Đấy. Bạn có thể cho thêm là gì nữa, color, màu của cái xe đó. Vậy ở đây chúng ta đơn giản, ta có hai thuộc tính là thuộc tính tên và thuộc tính year, tức là tên của cái xe và năm sản xuất ra cái xe đấy, đúng không? Và dòng số 6 là chúng ta có cái hàm khởi tạo. Thì ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái đối tượng từ cái class đấy. Chúng ta sẽ vehicle và vehicle bằng gì? New. Thì để tạo ra đối tượng mới, chúng ta có thể dùng new. Nhưng bây giờ thì lên phiên bản mới Dart thì họ không cần chúng ta phải thêm cái từ khóa new nữa. Chúng ta có thể bỏ cái new đi. Đây là chúng ta tạo ra một cái đối tượng vehicle có hai thuộc tính. Tên của nó là vehicle XX và năm sản xuất là 2022. Đấy. Bây giờ các bạn in cái vehicle ra. Cái dòng số 90 các bạn bỏ new được nhé. Bỏ new được. Rồi, các bạn chạy đi. Đấy, thì lúc này nó sẽ hiện ra chúng ta là instant vehicle. Đấy, thì để hiện được thông tin của một đối tượng thì các bạn nhớ là phải thực thi, phải viết lại cái hàm toString. Đấy, cái làm hàm toString đây. Bây giờ ta định nghĩa một hàm toString. Cái thông tin của đối tượng ấy thì có thể là mình lấy tất cả các trường hoặc là một số các trường mình cần thiết thì mình thực thi trong cái phương thức toString. Đấy, ở đây chúng ta chẳng hạn hiện hết ra thì chúng ta sẽ làm gì? Name này, year này bằng dollar year. Đó. Thì cái này chúng ta có là cái có một dòng thôi, cho nên là cho ta đổi nó thành cái cách viết ngắn gọn hơn theo kiểu là one line function, tức là một hàm có một dòng đó, ta thành như này. Thì nó chỉ còn mũi tên trỏ sang thôi nhá. Đấy, thì cái bạn chạy thì chúng ta sẽ thấy là nó hiện ra cái name và cái year. Tất nhiên là ta cũng có thể cho nó thêm dấu phẩy vào dễ. Chúng ta có một khái niệm nữa là cái abstract class, tức là cái class mà dở dang và chả biết dịch thế nào, dở dang có nghĩa là mình không tạo được cái đối tượng từ cái class abstract. Đấy. Thì ở cái đoạn này nó sẽ báo lỗi này. Tức là cái dòng 90 nó báo lỗi là cái vehicle đấy, một cái abstract class, thì mình không thể tạo được cái đối tượng từ cái abstract class đấy. Đó. Ví dụ về abstract class chẳng hạn như bạn có cái class shape hình dáng thì trong đấy là cái phương thức mà tính diện tích là mình không tính được. Cho nên class đấy nó được coi là dang dở, dở dang hay là abstract. Rồi chúng ta lại vào model, ta tạo thêm cái thực thể nữa, một class nữa tên là car, là ô tô. Thì cái ô tô thì là được kế thừa từ xe cộ. Đấy. Tức là nó sẽ chứa các cái thuộc tính của cái của đối tượng là vehicle, đối tượng xe cộ. Ngoài ra nó cho thêm một hai thuộc tính nữa. Là như ô tô thì mình có thêm là engine size, tức là cái kích thước của cái động cơ vào. Đấy. Và cái horsepower là mã lực, chẳng hạn như có thể thêm như vậy. Thì ta định nghĩa cái hàm khởi tạo ở dòng số 4 đó là gồm có các cái thuộc tính như là name và year, thì là được tái sử dụng từ cái lớp cha, đúng không ạ? Ngoài ra chúng ta có engine size và horsepower, đấy, tức là cái kích thước của động cơ và cái mã lực.
Đấy, giá trị ban đầu chúng ta cho nó bằng 0. Rồi ở đây ta có thêm cái double engine size và cái horsepower. Super nghĩa là cái phương thức khởi tạo của lớp cha. Ở đây là vehicle, phương thức khởi tạo của lớp cha. Đấy, thì ở trong này chúng ta có ngoài cái name và year là hai cái thuộc tính kế thừa từ cái thằng vehicle ra, thì chúng ta có thêm hai thuộc tính nữa là cái engine size và cái horsepower. Rồi, cái đoạn này chúng ta sẽ khởi tạo một cái đối tượng car từ cái class car, đúng không? Chúng ta khởi tạo cái đối tượng car từ class car và đặt tên nó là car 1. Thì cái này chúng ta sẽ là car. Tên class mà tên của hàm khởi tạo thì nó sẽ trùng với tên class. Thì car ở đây chúng ta có cái gì ạ? Đây ta phải import. Đấy, các bạn import cái car nó vào. Tên của nó là Lexus này, năm sản xuất là 2018 này. Đấy, thông tin này thì mình gọi là bịa ra thôi mọi người nhá, nó không phải là thông tin chính gì đâu, bịa ra thôi. Chúng ta in ra cái car 1. Đấy. Thì là in ra car 1 hoặc là car1.toString cũng được các bạn nhá. Để in ra cái thông tin của đối tượng car 1. Đấy, ta thấy là Lexus CT200H Hybrid và năm sản xuất là 2018. Rồi. Bây giờ mình muốn là cập nhật một số các cái trường khác nữa đi. Update thêm trường đi, chẳng hạn như là chúng ta thay cái trường name lúc này của chúng ta thay bằng CT202 F Sport đi. Đấy, ta đổi tên của cái thuộc tính tên của cái car 1 ấy thành như này. Sau đó ta lại đổi tiếp cái thuộc tính year của đối tượng car 1 thành như năm sản xuất là 2021 hay 2022 gì đó. Đó, 2014 chẳng hạn, cho nó khác đi. Thì chúng ta thấy rằng là các cái thuộc tính này nó được thay đổi đúng không ạ? Ok, nó được cả giá trị mới. Đấy. Thì là bạn nào mà học Java rồi chúng ta thấy là có getter, setter. Thì ở đây chúng ta set giá trị, chúng ta chỉ còn chấm tên thuộc tính bằng thôi. Đơn giản hơn nhiều. Tiếp theo là ta sẽ thực thi phương thức toString. Bởi vì nó không chỉ hiện ra mỗi tên và year mà nó phải hiện ra cả cái engine size và cái horsepower nữa. Đấy. Thì lúc này mình sẽ phải tái sử dụng lại cái phương thức toString của lớp cha. Thì chúng ta thấy là super.toString, tức là chúng ta tái sử dụng lại phương thức toString của lớp cha. Đó, chúng ta hiện ra engine size vân vân. Đó. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là nó hiện ra đầy đủ thông tin, có name, có year, có engine size và có horsepower hiện ra cho chúng ta. À, nó chưa cập nhật cái horsepower hay sao? Nó chưa cập nhật cái engine size, tại sao nó vẫn zero nhỉ? Cái đoạn này là đang có lỗi đây này. Sửa ở đâu đây ta? Đấy, chúng ta phải thêm cái this chấm vào. Cái này cũng thế này, this chấm. Đấy, thế nhá. Ta nhớ là cho cái this chấm vào hai cái trường mới đó. Rồi, ta chạy lại. Thì lúc này nó sẽ là gì? Đây, headspot là engine size. Đấy, 119 và horsepower là 150. Chạy chưa? Đó. Thì là đây là cái chúng ta tái sử dụng lại cái phương thức khởi tạo của lớp cha, hay là override lại bằng cách là super.toString. Bây giờ ta cho thêm một vài cái phương thức khác thuộc về lớp car vào bên trong này, xem sao ạ. Chúng ta có cái phương thức gọi là describe, là để mô tả về cái car này. Đấy, cái này là một cái hàm không trả về giá trị, void. Thì chúng ta sẽ print ra. This car run with engine size như thế nào kia, và horsepower bằng như này. Đấy. Zip car, cái này chạy với cái engine size như thế. Rồi, bây giờ ta thử xem nào. Car, bây giờ có tag car 1, chúng ta describe, gọi hàm describe, gọi phương thức describe của car 1. Bây giờ chạy đi xem nào. Thì chúng ta sẽ ra là this car run with như này. Đấy. Thì chúng ta có thể là có hiện cả name, cả year nữa. Rồi. Nhưng cái này chỉ là mô tả cho mọi người cách để chúng ta tạo ra một cái phương thức bên trong cái class car. Bây giờ chúng ta còn một cái hay ho nữa là cái getter setter, các phương thức getter setter là những cái phương thức khi mà chúng ta gọi cái dữ liệu ra hoặc là chúng ta thay đổi cái thuộc tính, thay đổi cái giá trị của thuộc tính. Bây giờ chúng ta có một cái getter
tên là age, tức là tuổi. Thì cái getter này đóng vai trò giống như một cái hàm, một cái function, và giá trị của nó là được phụ thuộc vào cái year, tức là từ cái năm sản xuất thì chúng ta ra là cái tuổi, cái tuổi của cái xe đấy. Được chưa? Thì giờ chúng ta thử in ra xem nào. Thì khi mà gọi chấm age thì nó sẽ nhảy vào cái hàm getter vừa rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ được là bao nhiêu? Chạy đi xem nào. 8 tuổi. Đấy, 8 tuổi nhá. Bây giờ chúng ta set cái age thành là 10 đi. Thì sao? Nó sẽ báo lỗi ngay, bởi vì là sao? Cái age này của ta mới là getter thôi chứ chưa phải là setter. Ta không thể thay đổi được cái giá trị của nó. Thế muốn thay đổi cái giá trị của cái age này thì chúng ta sẽ phải định nghĩa một cái hàm nó gọi tên nó là setter nhá. Chúng ta gọi cái này gọi là setter. Thì cú pháp của nó là set, sau đó đến tên hàm, sau đó đến cái tham số đầu vào là cái giá trị mới chúng ta gắn cho nó. Rồi bây giờ chúng ta gắn cái year bằng cái value. Đó. Như thế thì cũng chưa phải, đúng không ạ? Từ tuổi cơ mà. Như vậy là phải từ tuổi ta tính ngược trở lại ra year bằng cách là lấy cái year năm hiện tại. Date time now.year chính là cái năm hiện tại tại chúng ta đang nói chuyện với nhau, và chúng ta trừ đi cái giá trị value. Đấy, thì chúng ta sẽ ra được cái year. Đấy. Thế, thì ở đây chúng ta thấy rằng là khi chúng ta thay đổi cái age thì có nghĩa là cái year nó phải thay đổi theo. Thì cái này bạn nào lập trình SQL ấy, thì là mình nhớ đến cái khái niệm gọi là cái trigger đấy. Thì trong này cái đoạn setter nó cũng gần giống như vậy. Khi chúng ta thay đổi một cái giá trị nào đó thì sẽ có một cái vài cái giá trị khác hay là cái gì đó nó được thay đổi. À. Thì đấy là ta in ra cái year 1 chấm year, lúc này là 2012, đúng không ạ? Sau khi ở dòng số 114 chúng ta sửa cái tuổi đi, và cái dòng 115 cái year nó sẽ bị thay đổi. Để chạy lại lần nữa, nếu chúng ta để tuổi là 12 thì cái year là 2010, năm nay là 2022 cho nên chúng ta trừ đi 12 năm thì nó sẽ ra là 2010. Đấy. Bây giờ mình có thể cho thêm các cái phương thức nữa vào bên trong class car, ta có thể cho thêm vào. Ở đây chúng ta có thể tạo thêm các cái class nữa, chẳng hạn đây là bicycle.dat là xe đạp. Thì xe đạp nó cũng kế thừa từ vehicle, từ xe cộ, nhưng mà nó có thêm cái thuộc tính nữa là cái thuộc tính has basket, tức là có giỏ hay không. Thuộc tính này có thể là true false. Đấy, thì các bạn nào đi xe đạp thì hay thấy là có cái giỏ xe đấy, đấy. Như kiểu là chữa hoa phượng đấy. Thì là bull has basket bằng gì, ta sẽ có thể cấp cho nó cái giá trị ban đầu là fail, là không có giỏ xe. Đấy. Chúng ta có một cái hàm constructor với các cái thông số được đánh gắn nhãn. Đấy. Được gắn nhãn các bạn nhé. Đấy. Thì các bạn cái phần tham số gắn nhãn ta xem lại cái phần hàm rồi để biết. Hoặc là xem luôn ở đây, tí nữa nhìn ví dụ là hiểu ngay. Chúng ta tái sử dụng lại cái name year. Đấy. Và cái basket, cái giỏ thì chúng ta cho thêm vào. Thì cái name và year là hai cái bắt buộc. Đấy. Require là bạn phải bắt buộc phải set cái giá trị. Đấy. Của hai cái trường này. Giả sử như chúng ta require cả ba đi, thì chốc nữa cái hàm khởi tạo các bạn phải có gì, name 2 chấm, year 2 chấm và hasbasket 2 chấm. Đấy. Chúng ta cũng viết lại cái hàm toString để hiện thông tin của cái năm, cái year, cái year, cái name và cái hasbasket. Đấy. Rồi bây giờ mình thử tạo một cái đối tượng từ cái class, tức là cái đối tượng này là đối tượng xe đạp đấy, bicycle 1, bicycle 2 đấy. Từ cái class bicycle ra thì chúng ta tạo ra được cái đối tượng xe đạp. Rồi. Nghĩa là ở đây chúng ta sẽ có là bicycle 1 bằng gì ạ? Cái xe đạp đối tượng bicycle 1 bằng bicycle. Chúng ta cho nó một cái name year. Đúng không? Cái tên thì là name 2 chấm bằng year 2 chấm bằng đấy, vân vân. Dự New Talon E26 year 2022 và có giỏ. Thì các bạn copy cái bicycle này. Chúng ta print nó ra bicycle 1 chấm phẩy. Đấy. Ok. Rồi chạy đi. Đấy thì chúng ta sẽ ra được cái thông tin chi tiết của cái xe này. Đấy, thông tin chi tiết cho cái xe này. Đó.
Thì là chúng ta copy xong chúng ta paste xuống đây. Giả sử như chúng ta có hai cái bicycle 1 và bicycle 2 giống hệt nhau về giá trị. Đấy, chúng ta gọi là have the same content, tức là giống nhau, giống hệt nhau về cái giá trị bên trong. Nhưng mà cái location, tức là cái địa chỉ ô nhớ nó khác nhau. Đó, chúng ta đặt debug ở đây đi. Các bạn đặt breakpoint, sau đó start debugging. Thì khi mà chương trình chúng ta xuống đến đoạn này, đoạn dòng 115 ấy, chúng ta bấm vào debug console để chúng ta xem được cái cửa sổ debug. Đó, các bạn hiện ra cái bicycle 1 đó, và bicycle 2. Đấy. Chúng ta sẽ ra được các cái thuộc tính tương ứng bên trong. Ta thấy là hai cái thằng này giống hệt nhau. Chưa? Bạn thấy giống hệt nhau. Đó. Bây giờ mình sẽ các bạn thấy các cái thuộc tính khác ra nhá. Chúng ta check xem bicycle 1 có bằng bicycle 2 không thì nó trả về fail. Hai thằng này nó fail vì sao? Bởi vì là nó phải bằng nhau hoàn. Hai thằng nó vừa là cùng ô nhớ vậy, cùng là cùng nội dung cơ. Đấy thì mới được. Thế thì mình có thể sáng tác ra một cái hàm gọi là hàm equal ở dòng số 8 để định nghĩa rằng là như thế nào thì hai đối tượng này được coi là bằng nhau. Đấy. Thì hai đối tượng được coi bằng nhau khi mà nó đồng nhất có nghĩa là bằng nhau về dữ liệu và hai thằng là cùng địa chỉ, cùng ô nhớ. Đấy, thì đấy đương nhiên rồi, hai đấy đương nhiên là bằng nhau rồi. Identical là như thế nhá. Same location hoặc là gì ạ? Hoặc là cái other, cái other chính là cái đối tượng số 2 đó. Vì so sánh đối tượng số 1 với số 2 thì cái zip và cái other thì là name, year và basket phải bằng nhau. Thì cái này cái phương thức equal này nó khá hay khi mà các bạn có một cái hai cái thuộc tính so sánh hai cái đối tượng mà có rất nhiều trường, khoảng 100 trường đến 100 thuộc tính ấy. Nhưng người ta chỉ cần khoảng 20 thuộc tính bằng nhau thì hai cái này được coi là sống giống nhau rồi. Thì nó tiết kiệm cái thời gian các bạn so sánh và kiểm tra đi. Đấy. Rồi, thì khi mà chúng ta gọi là bicycle1.equal bicycle2 thì chúng ta sẽ được là hai đối tượng của chúng ta có cùng nội dung bạn nhá, cùng nội dung. Đấy, có cùng nội dung. Thế bây giờ nếu mà mình muốn là cái có một cái cách khác ngoài cái cách mà dùng cái hàm equal được không? Thì có. Thì chúng ta có thể là viết lại cái toán tử bằng bằng. Toán tử bằng bằng chính là để so sánh ấy. Các bạn viết lại cái toán tử bằng bằng được. Thì các bạn là bool operator bằng bằng. Đấy. Bool operator là cái này viết lại toán tử bằng, tức là lúc này so sánh bằng bằng, lúc này chúng ta sẽ viết lại. Rồi, thì cái nội dung là giống như ở trên thôi, các bạn copy ở trên ném xuống là xong. Identical hoặc là equal đó. A cộng override nghĩa là gì? A cộng override nghĩa là cái phương thức này của lớp cha của cái bicycle này nó có rồi. Lớp cha bicycle là vehicle, mà cha của vehicle là object thì nó đã có cái phương thức này rồi. Đấy, cho nên là chúng ta tái viết lại. Rồi. Thì đấy là có mấy cách để chúng ta thực thi cái toán tử bằng. Ta xem là hai đối tượng như nào bằng nhau. Rồi, bây giờ ta chạy thử đi. Thì lúc này ta if bicycle 1 bằng bicycle 2, có nghĩa là nó chui vào cái hàm operator bằng bằng lúc nãy đó. Đấy, chính xác luôn, nó chui vào cái hàm đó lúc nãy. Đấy, bây giờ các bạn chạy đi. Thỉnh thoảng nó báo lỗi không sao đâu, các bạn control S, build lại, run là nó chạy bình thường. Để hai đối tượng này có same value của content, tức là có cùng cái nội dung và giá trị bên trong. Bây giờ chúng ta có một cái bicycle 3 nữa. Cái bicycle 3 này nó sẽ được tham chiếu đến bicycle 1. Như này gọi là phép tham chiếu nhé. Chúng ta tham chiếu bicycle 3 vào bicycle 1, có nghĩa là hai thằng này là identical, có nghĩa là đồng nhất, có nghĩa là hai bicycle 3 và bicycle 1 là cùng trỏ vào một ô nhớ và có cùng giá trị. Đấy. Các bạn khi gán object thì cái phép toán này gọi là tham chiếu. Đó, thì là chúng ta gọi cái này là same content, same location và đồng thời same cả cái thuộc tính hash code nữa. Đương nhiên rồi, thì hash code thì đương nhiên là trong trường này nó sẽ hai đối tượng nó đồng nhất với nhau thì là đúng rồi. Chúng ta sẽ là bicycle 1 and bicycle 3, thì bicycle 1 và 3 là identical, đồng nhất, giống nhau cả về nội dung lẫn địa chỉ. Đấy, thực chất hai thằng là một. Đấy, thì các bạn sẽ thấy nó hiện ra nhá. Rồi, thế cái hàm identical này thì chúng ta
sau này chúng ta sẽ kiểm tra xem hai đối tượng đấy là khác tên nhưng thực ra nó là một, như kiểu là hai anh bí danh của nhau nhưng thực rất là một anh, thì lúc đấy ta dùng hàm identical. Rồi các bạn thử in ra bicycle 1, bicycle 2 hashcode xem nào. Nó có cái trường hashcode là một cái số nguyên nó tự động tính toán từ các trường bên trong, nó ra được cái trường từ hashcode. Tất nhiên là mình có thể viết lại cái hashcode này được nhá, bằng cách là mình lấy tổng hashcode của tất cả các trường bên trong. Đấy, các bạn thấy không? Hai cái bicycle 1 và bicycle 2 là sao? Cái giá trị hashcode của nó giống nhau. Chính vì thế cho nên là hai thằng này đang identical, đang đồng nhất, đang giống hệt nhau. Được chưa? Rồi bây giờ các bạn if cái gọi là bicycle1.hashcode bằng thì cái này thì cũng là identical thôi, các bạn chỉ cần kiểm tra hai cái này xong chúng ta in ra là hai cái identical object thì có cùng có giống nhau về có cái trường hashcode là giống nhau. Đấy, ok, two identical object have the same, có cùng cái trường hashcode nhá. Tiếp ta sẽ nhân bản một đối tượng với hàm copy. Thì nhân bản như nào? Nhân bản tức là bạn có một cái đối tượng và bạn muốn tạo ra một đối tượng khác với cái nội dung giống hệt cái đối tượng cũ, thì đấy gọi là nhân bản, đấy gọi là clone. Đấy, thế nhưng mà clone xong rồi thì mình lại sửa đi một số thuộc tính, đấy là một công đôi việc, thì chúng ta viết một cái hàm là hàm copy with. Copy with có nghĩa là copy xong, nếu mà mình có truyền cái name vào thì có thay đổi name thành name mới, nếu các bạn có truyền year vào thì là thay đổi year thành year mới. Đấy, thế cho nên là cái name, cái year và cái hash path kit này nó là optional. Optional nghĩa là gì? Các bạn có thể được không nhập. Nếu các bạn không nhập thì cái giá trị nó vẫn là giá trị cũ. Đấy, ta clone và không thay đổi gì cả. Đấy, thế là gọi là một công đôi việc. Thì lúc này giá trị trả về của cái hàm copy with này nó sẽ là một cái bicycle mới được tạo ra. Đấy, và chúng ta truyền tái sử dụng luôn cái hàm constructor, cái hàm khởi tạo của nó, đúng không ạ? Tức là gì ạ? Ở đây các bạn nhìn thấy có hai dấu hỏi này, hay ho này. Thế nhá. Cái này là copy with, ok. Thì là bằng nhân bản. Rồi, ok, cái này mình comment vào thôi. Đấy. Ở đây các bạn có nhìn thấy cái hai dấu hỏi kia không? Hai dấu hỏi không? Hai dấu hỏi tức là giá trị mặc định. Giá trị mặc định. Đấy. Hay còn gọi là toán tử Envis. Toán tử Envis. Cái này bạn nào làm Kotlin thì là biết rồi. Bên này cũng thế thôi. Cái Kotlin thì nó là hai chấm hỏi. Đó. Rồi chúng ta sẽ được là bicycle 2 của chúng ta đây, đúng không? Rồi, đây là cái bicycle 2. Thế bây giờ cái đoạn là nhân bản đâu nhỉ? Nhân bản tạo ra một thằng khác đi. Ta tạo ra một đối tượng bicycle 4 đi. Cái bicycle 4 này được nhân bản từ bicycle 2, đúng không? Ta gọi hàm copy with, tức là nhân bản và có chỉnh sửa. Chúng ta nhân bản ra thành một cái đối tượng bicycle 4 nó giống hệt cái bicycle 2, nhưng mà cái year thì đổi thành 2019. Year đổi thành 2019. Paste xuống đây thì chúng ta là bicycle 4 nhá, để in nó ra. Đấy, in nó ra thì lúc này chúng ta thấy là lúc này nó đổi thành 2019. Đối tượng chúng ta được tạo tên mới và đổi thành 2019, thấy chưa? Đó. Thế còn cái hash path kit chúng ta không truyền vào thì nó vẫn giá trị cũ là true nhá. Thì nó vẫn là giá trị cũ là true nếu chúng ta không truyền vào. Đấy. Bây giờ chúng ta lại copy paste và cho cái này 5. 5 thì là được nhân bản từ 2, cũng được nhân bản từ 2. Nhưng mà lần này thì ta sửa cái name đi, đổi thành name khác đi. Tức là ta nhân bản ra thành thằng 5 nhưng mà cái tên thì thành tên khác. Thành là New Bicycle đi. Đấy, năm sản xuất thì vẫn là 2019. Đó, chúng ta chạy lại lần nữa. Thì lúc này các bạn thấy là cái Bicycle 5 nó sẽ thành là gì? New Bicycle này, Year 2019 và Hash Path Kit bằng True. Đấy. Ok. Thế thì bạn có thể là ấn nổ cái thuộc tính cho tất cả các đối tượng. Thì cái này là ở mức Class Level. Thì các bạn hay nghe cái này nó gọi là cái Static. Cái thuộc tính Static. Thì khi mà các bạn cho một cái thuộc tính static vào ấy, thì mình không cần khởi tạo đối tượng, mình cũng lấy được cái thuộc tính đó ra. Rồi chẳng hạn như đây chúng ta có static constant in max speed.
Thì cái thuộc tính static này hay dùng để lưu các cái hằng số, hay lưu các hằng số chẳng hạn như là p hay là gì đấy, hay là server name hay là port vân vân. Thì các cái hằng số này là để chúng ta sử dụng trong cả cái ứng dụng của mình, trong toàn app, trong toàn project. Chỗ nào cần thì chúng ta chỉ cần tên class xong rồi chấm là ra thôi. Thì dòng 143 chúng ta thấy rằng là bicycle.maxSpeed chúng ta sẽ được là tốc độ max speed 100. Đấy. Max speed đóng vai trò như một biến toàn cục. Đó. Chúng ta truy cập đến nó bằng cách là lấy tên class xong rồi chấm tên biến toàn cục là xong. Đấy. Bây giờ ta nói đến một cái danh sách các đối tượng. Chẳng hạn chúng ta có một cái list các cái car, danh sách đối tượng car. Chúng ta tạo ra một cái list bằng cách là mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông. Như là chúng ta tạo ra một cái danh sách. Đấy. Thì là mình đã làm sẵn cho mọi người rồi, đỡ phải gõ lên mạng gõ một loạt các cái ô tô ra, vào Zeta này, Bentley này, Nissan này, Lexus này, vân vân. Đấy. Thì chúng ta sẽ in nó ra bằng cách là car 2. Dollar car. Này sẽ hiện ra được cái danh sách car chạy. Đúng chưa? Bây giờ chạy thử xem nào. Đấy, thì lúc này chúng ta sẽ được một cái danh sách các cái car này. Thì trông nó hơi khó nhìn đúng không ạ? Bởi vì là nó coi như car này là chúng ta là một cái đối tượng. Thế là bên trong nó in hết ra, nó cũng chả xuống dòng gì cả. Ta cái ta muốn là nó phải xuống dòng. Ở những cái chỗ là nó hết đối tượng này thì nó phải xuống dòng, đối tượng kia nó phải xuống dòng. Vậy ta dùng hàm for x nhá. Thì trong hàm for x nó có một cái hàm nữa, tức là đầu vào của function này là một function khác. Cái chỗ mà element ấy là một cái function khác. Đấy, tức là function nó đóng vai trò parameter, tham số. Cái lúc mà bạn làm cái bài completion thì biết rồi. Đấy, thì lúc này chúng ta thấy không? Đấy, họ hiện ra là duyệt cái danh sách các cái đối tượng. Đấy, ra một đống cái danh sách các cái ô tô rồi đấy. Đấy. Nhưng bây giờ này, cái hay ho nữa là ta lại muốn là hiện ra danh sách các đối tượng nhưng mà kèm theo cả index nữa. Index có nghĩa là đối tượng đầu tiên thì là 0, đối tượng 2 thì là 1. Đấy. Thì là bình thường chúng ta vẫn phải dùng cái y hả? Y cộng cộng thì thôi, bây giờ ta dùng esmap. Hàm esmap để biến đổi cái char này thành một cái đối tượng có dạng là có hai thuộc tính, là thuộc tính index và thuộc tính element. Rồi, giờ chạy. Các bạn thấy không? Đây này, 0. Đấy, 8, xe số 9 là như thế này. Xe đầu tiên là xe 0 nhá. Xe 0, đấy, 0, đấy, 1, 2, 1, 2, 3. Hiện ra 0, đấy, dấu trừ đấy. Dấu trừ ở chỗ dòng 160 đó. Rồi. Thế bây giờ muốn là insert, muốn chèn thêm một cái char vào cái phần tử đầu tiên. Thì chúng ta là char, hay là gọi là hàm insert. Đấy, insert một cột đóng bằng index. Tức là chèn vào vị trí số 0 thì là insert 0. Đấy. Tại vị trí đầu tiên chúng ta chèn một cái xe tên là Nissan Maruno Z50 3.5 vân vân. Chúng ta chạy cái chân. Đấy. Để chèn trước cái lệnh in ấy, thì ở dưới cái lệnh in mình mới thấy được. Rồi bây giờ chạy nào. Đấy, như vậy là ở dưới này chúng ta nhìn thấy luôn. Đấy. Maruno phần tử số 0. S phần tử số 0 nhá. Chúng ta có thể add vào phần tử bất kỳ bằng cách là chỉ ra cái index của nó là xong. Đấy, index của cái. Thế là nếu mà cho phần tử last thì đơn giản thôi, mặc định là đến cuối rồi. Chúng ta chỉ cần bấm add là xong. Đấy, mặc định là bấm add. Coi như gọi hàm add cả là xong. Thì lúc này chúng ta thấy rằng là cái Bentley 8 lít của chúng ta sẽ được chui vào cuối danh sách. Được chui vào cuối danh sách. Đấy. Thì những cái việc mà chúng ta thao tác đến mảng chúng ta sẽ rất hay phải dùng đến khi mà chúng ta có một cái list, chúng ta có một cái danh sách chúng ta hiển thị trên giao diện, chúng ta muốn quản lý nó. Đấy, ta thêm bớt vào đấy. Đấy, thì đây có bạn nào hay đi tìm số điện thoại trong cái danh sách số điện thoại cá nhân ấy, phải không? Thì đây chúng ta gọi là khái niệm filter. Bây giờ chúng ta chỉ filter ra những cái xe mà có cái năm sản xuất là từ 2013 đến 2016. Đấy, chúng ta dùng cái hàm trên, dùng hàm where. Đây là filter dùng hàm where. Các bạn như kiểu chúng ta làm SQL không ạ? Trong hàm where này chúng ta có điều kiện là year lớn hơn hoặc bằng và year nhỏ hơn hoặc bằng. Đấy. Bây giờ mình in cái filter car này ra.
thì là dòng 169 in nó ra. Thì chúng ta thấy là sao? Đấy, ở dưới này là có. Đây là Thundercar, là như tất cả những cái xe. Anh này là sinh là năm 2014 này, là thỏa mãn điều kiện này. Anh dưới là bao nhiêu? Thì là 2014, 2016 mà. Nên là thỏa mãn điều kiện rồi, 2014, 2013 đấy. Đấy. Bây giờ chúng ta Filtered Car, chúng ta in ra kiểu này đi, kiểu dạng có index đi, tức là có 0, 1, 2, 3, 4 đó. Rồi, chạy lại, chúng ta thấy là Filtered Car. Trong trường này chúng ta có hai cái xe. Một cái là sinh năm 2014 và sản xuất năm 2013, nên thỏa mãn điều kiện ở trên. Đấy. Thì cái cách viết của chúng ta giống như dòng 167 các bạn nhé. Thì là chúng ta nhớ là dưới mỗi cái hàm chúng ta xuống dòng đó. Chúng ta có thể thay đổi cái element này thành cái tên như chúng ta muốn. Nhưng thường là số ít không phải số nhiều các bạn nhé. Bởi vì nó là một object mà, từng object bên trong. Rồi chạy đi. Đấy. Thì chúng ta cũng được kết quả tương tự như thế, nhưng mà kèm thêm 0, 1, ok rồi. Đấy. Có còn cái hàm, cái nội dung bên trong hiển thị thì mình có thể viết lại hàm toString để sửa cho nó như ý muốn. Rồi, bây giờ mình muốn thay đổi một cái đối tượng bên trong, chẳng hạn cái phần thử k nào đó bên trong, ví dụ phần thử 0.name. Đấy. Đấy, ví dụ tên của nó mình nhập sai, thì bây giờ mình muốn update, mình muốn thay đổi cái tên. Chẳng hạn như lúc này ta đổi thành ha ha và ta chạy thử thì xem là nó được gì. Đấy, vậy là chúng ta có name bằng ha ha vào. Chúng ta cũng thể đổi những cái trường khác nữa, chẳng hạn như là year chúng ta có thể đổi đi, engine size nữa, vân vân. Cái này chúng ta tự đổi nhá. Còn cái hay ho nữa là mình muốn sắp xếp, sắp xếp cái danh sách này theo cái horsepower, tức là theo cái mã lực. Ta muốn là sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay là giảm dần, thì là chúng ta sẽ tạo ra một cái đối tượng, sẽ nhân bản nó ra sau sắp xếp. Thì ở đây cũng chỉ cho mọi người một cái nhân bản, nghĩa là ba dấu chấm. Nó còn gọi cái ba dấu chấm này, có nơi nó gọi là spread operator. Đấy, spread operator để nó nhân bản cái array, cái mảng k này ra thành cái mảng khác. Chúng ta có thể sử dụng cái ba dấu chấm để chúng ta nhân bản. Đấy. Thì cái bảng mới này chúng ta tên là listed k. Thế bây giờ để sắp xếp chúng ta dùng hàm gì? Mình sẽ dùng hàm sort. Vậy chúng ta sẽ là đây, sorted car.sort. Sorted car này là cái car chúng ta nhân bản ra rồi đấy, xong bây giờ chúng ta mới sắp xếp. Thì cái hàm sort của chúng ta có hai cái tham số, là hai cái phần tử bên trong, y và z đấy. Cái này các bạn nào mà là hồi trước học đến cái sắp xếp bubble sort ấy, sắp xếp kiểu nổi bọt ấy, thì là đấy chính nó đấy. Đấy. Ở đây chúng ta in ra là after clone và sort, thì cái kết quả chúng ta là cái gì. Đấy. Thì bây giờ chúng ta xuống dòng, ta in cái thằng sort thực hiện ra thôi. Nếu mà sắp xếp theo cái trường nào đó ấy, thì là bên trong cái hàm sort ấy, chúng ta có một cái hàm khác đúng không, là có hai tham số đầu vào là k1 k2, thì ta phải chỉ rõ xem là mình compare hai cái trường nào. Chẳng hạn như cái horsepower là chúng ta đang sắp xếp theo mã lực đúng không? Thế còn nếu mà engine size thì các bạn cũng làm tương tự như thế, engine size. Đấy. Bây giờ nó đang theo thứ tự nào đây? Chuẩn chưa? 3136, 150, 158. Đấy. Thì cũng có vẻ như là nó chuẩn rồi. Đấy. Thế còn nếu mà sắp xếp theo chiều ngược lại thì các bạn đổi K2 thành K1 là xong. Đấy, đây này. Ta sắp xếp theo chiều ngược lại. Đấy. Thì nó sẽ là sắp xếp theo thứ tự là giảm dần. Mặc định thì nó sẽ là tăng dần, nhưng còn nếu không thì làm giảm dần. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây cái horsepower cao nhất là 635 mã lực, ở dưới là 537 vân vân. Đấy, đến thằng cuối cùng là khoảng độ 163. Ok. 158 là thằng cuối cùng, thằng bé nhất. Đấy. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là nó đang sắp xếp theo thứ tự mà giảm dần. Đó. Hay nó gọi là sort descending. Đấy. Bây giờ chúng ta in ra từng cái phần tử bên trong để sử dụng cái hàm for x. Rồi chúng ta chạy một cái này. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta muốn là lấy riêng cái car name thôi, xong tống nó vào trong một cái mảng, lấy riêng cái car name ra. Thì ta làm như nào? Ta dùng một cái hàm nó gọi là hàm map.
để ánh xạ. Tức là chúng ta duyệt cái danh sách đối tượng và chúng ta chỉ lấy ra một cái trường name xong rồi vứt nó vào một cái mảng khác. Thì cái này, cái ánh xạ này là gì? Cái phép ánh xạ có nghĩa là chúng ta tạo ra một cái mảng khác có cái độ dài trùng với độ dài của mảng gốc và cái giá trị bên trong thì khác. Đấy, thì đấy gọi là map, gọi là ánh xạ. Rồi, thế chúng ta ở đây cái hàm ánh xạ nó có cái tham số đầu vào là một cái function khác. Function đấy có cái parameter là gì? Là từng cái k bên trong mảng. Và cái output của nó sẽ là cái k và chấm name. Đấy, nếu chúng ta muốn trường khác thì chúng ta sẽ là k chấm engine size vân vân. Bây giờ chúng ta in cái k name ra. Rồi, chúng ta chạy đi. Thì lúc này k name nó sẽ là một cái danh sách các cái tên, được chưa? Đấy, các cái tên của các cái dòng xe đây. Đấy. Thế còn nếu mà cái dòng 183 các bạn thay cái k chấm name bằng k chấm engine size thì nó sẽ là một cái mảng gồm kích thước động cơ. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta có một cái kiểu dữ liệu là cái kiểu map nhá. Map là cái đầu map là cái kiểu dữ liệu mà key value đấy, một cái đối tượng theo kiểu key value đấy. Chúng ta hay lưu những cái đối tượng mà cái số cái trường của nó là gì? Key, cái còn cái giá trị còn là gọi là value. Ví dụ như cái đối tượng user này thì cái trường key của nó là name, giá trị của nó là Hoàng. Cái trường key của nó là email và cái value hay cái giá trị của nó là sunlight4d@gmail.com. Và cái s cũng như vậy. Thì cái value ở đây nó có thể nhận kiểu object, có nghĩa là cả string hoặc là integer đều được. Bây giờ mình in ra cái user nhá. Ta print cái user ra. Rồi chạy cái nào. Thì lúc này là cái user của chúng ta sẽ có là gì ạ? Đây, Hoàng email như này và tuổi là 18. Bây giờ chúng ta lại sửa, chúng ta thay đổi một cái giá trị của trường name, trao đổi thành Henry. Rồi chúng ta lại print user ra, copy cái dòng print user ném xuống dòng 192. Chạy cái. Thì hôm nay ta sẽ được là Henry, ok. Thế như vậy là ta kết luận rằng là bạn có thể thay đổi một cái thuộc tính của một cái đối tượng nếu nó là final, nhưng nếu nó là constant có nghĩa là bị đóng băng thì ta không thay đổi được. Rồi ta chạy lại xem nào. Đấy, nó sẽ báo lỗi. Nó sẽ báo là không thể sửa được một cái map mà unmodifiable. Tức là nó gọi là immutable đấy. Có nơi nó gọi là immutable. Tức là nếu nó bị constant là bị đóng băng. Đóng băng có nghĩa là các cái thuộc tính bên trong là mình không thể sửa được đâu. Chúng ta tạo ra một cái thư mục tên là repository. Thì là cái repository là cái nơi mà chúng ta lấy dữ liệu. Thì cái dữ liệu này chúng ta có thể lấy trên server hoặc là lấy trên cơ sở dữ liệu database về. Đó. Chẳng hạn như ta đặt tên một cái file movie, file của ta là file movie repository.dat. Rồi, cái file này có nhiệm vụ là lấy thông tin của cái danh sách các cái movie, các bộ phim từ một cái nơi nào đó, từ một đường link nào đó. Vâng. Từ đây chúng ta có một cái biến constant là gì? URL get movie. Đây chúng ta sẽ có. Đây. Thì đây là cái đường link lấy ra cái movie để mình cũng lấy cho các bạn đây. Có thể lấy tạm ở cái link trên React Native này. Ok. Chúng ta có nhiều cách để tạo ra cái API này nhá. Có thể viết bằng Node.js, có thể viết bằng gì? .NET Core API, vân vân. Ta viết một cái hàm fetch movie để lấy dữ liệu từ cái đường link đó. Cái hàm này là hàm asynchronous, tức là bất đồng bộ. Bất đồng bộ có nghĩa là trong lúc cái việc lấy dữ liệu đang diễn ra thì chúng ta vẫn có thể thực hiện những cái công việc khác. Trong này chúng ta để lấy dữ liệu chúng ta gọi dùng thư viện HTTP. Thư viện này cần phải cài. Thế để cài thư viện này thì các bạn mở pubspec ra, các bạn sẽ điền nó vào, điền cái thư viện vào. Hoặc nếu không ta cài bằng lệnh, các bạn mở terminal dưới cài bằng lệnh dat pub s và tên của thư viện. Ở đây dat pub s http. Dat pub s lệnh cài, nó sẽ cài ra cho chúng ta phiên bản mới nhất. Thì lúc này các bạn mở cái pubspec.yaml ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái thư viện ta vừa được ấn vào. Đấy, thư viện nó vừa được cho vào trong. Ok. Rồi, thế ở dưới này để mà gửi request đến cái đường dẫn URL này lấy dữ liệu trả về thì chúng ta sử dụng cái http chấm get
Đấy, ta truyền cái URL vào đây, ta để biến cái URL thành đối tượng URI thì chúng ta dùng hàm parse URI.parse để nó biến cái string URL đấy thành cái đối tượng URI. Rồi, ta chỉ hiện ha ở đây xem nào. Đặt debug ở chỗ này. Đặt breakpoint ở chỗ này cho nó chạy đến đây đi. Đấy, thế xong rồi ở đây chúng ta gọi cái hàm fast movie. Đấy, gọi cái bấm run. Thì ở đây chúng ta là start debugging để cho cái chương trình nó rồi, ok. Đấy, chương trình chúng ta sẽ dừng ở chỗ dòng 6 đấy. Rồi. Đấy. Thì lúc này các bạn có thể in ra các cái biến. Chẳng hạn như là các cái biến chúng ta có thể là response sẽ nó là bao nhiêu. Bấm response là đối tượng response, phải không ạ? Response có status code kìa. Chúng ta dựa vào cái status code, nếu mà bằng 200 có nghĩa là lấy thành công. Đúng không ạ? Đấy, thì tí nữa chúng ta sẽ if vào. If status code bằng 200 nghĩa là thành công, còn else thì nghĩa là không lấy được, đã thất bại. Đấy. Thế còn cái nội dung là nó nằm ở trong response body. Thì để biến cái response body đấy thành đối tượng, người ta phải có một cái hàm để decode nó ra, để decode ra. Ở đây chúng ta cái if đã. Chúng ta vừa debug, chúng ta vừa gõ lệnh ở dưới nhá, rất là tiện. Đấy, chúng ta sẽ đổ cái dữ liệu đấy vào một cái đối tượng dạng key value. Thì key của nó là string và value là dynamic. Dynamic nó giống như cái object trong đấy đấy. Có thể nhận integer này, có thể nhận string này, dynamic động. Ta dùng cái hàm rất là quan trọng, đấy là hàm JSON decoder để chúng ta biến cái response body dưới dạng string để nó đổ về dạng key value object đấy, dạng map đấy, phải không ạ? Rồi, ta phải import cái gọi là thư viện async vừa này. Đấy. Thường thường thì cái gợi ý thì các bạn ăn enter thì nó sẽ tự động import thôi. Còn nếu không ta nhớ tên thư viện thì các bạn cứ import bằng tay như này cũng được. Đấy. Rất là dễ. Việc quản lý thư viện trong Dart rất là tuyệt vời. Rồi, thế đây chúng ta sẽ print ha ha. Ta đặt debug vào đây. Đấy, thế thì chương trình chúng ta sẽ chạy đến cái dòng đó, các bạn tắt debugger đi. Đặt breakpoint vào dòng số 12. Sau đó chúng ta print ra là gì ạ? Ha ha, sau đó đặt cái debug vào đây. Nhá. Đấy, chương trình chúng ta sẽ bắt đầu gì? Start debugging. Và nó sẽ dừng lại ở dòng số 10. Ở đây chúng ta xem cái đối tượng JSON nó thành là cái gì ạ? JSON nó đã thành map rồi. Như là trong JSON này nó có một cái key là key movie, nó là một cái danh sách, một cái list 5 phần tử. Đấy, đây này. Như là chúng ta chỉ cần JSON mở ngoặc vuông đóng ngoặc vuông movie là xong. Đấy, JSON mở ngoặc vuông đóng ngoặc vuông movie là xong. Rồi, enter. Chúng ta có thể ép kiểu nó về list. Đấy. Thì biết chắc nó là list rồi mà. Như vậy nó sẽ là list của các cái map. Nhưng bây giờ mình muốn nó trở thành list của các cái movie cơ, các cái đối tượng movie cơ. Đấy, thì mình phải làm sao? Mình phải có cái class movie. Mình phải viết ra một cái class movie có các trường là trường ID, trường title và trường release year, đúng không ạ? Đấy. Chúng ta sẽ có một cái mảng movie trống rỗng để ở phía trước, trước khi chúng ta gọi hàm, đúng không? Để trong trường hợp mà không lấy được cái dữ liệu thì ta vẫn return về cái movie rỗng đó. Chúng ta json.movie. Đấy. Biết chắc nó là list rồi, ép kiểu về list. Rồi. Thế xong người ta sẽ dùng hàm gì? Ta sẽ dùng hàm map, phải không? Ta sẽ dùng hàm map để ánh xạ. Thế để convert từng cái đối tượng đó sang cái đối tượng movie thì ta phải viết cái gì? Ta phải viết cái class movie đã. Đó. Ở đây ta cứ giả sử nó có cái class movie thế rồi. Ta map từng cái phần tử bên trong và cái đầu ra của nó sẽ là gì? Movie.parkJSON. Đấy, ta sẽ viết một cái hàm như vậy, một cái class như vậy. Các tưởng tượng như nó có rồi đi. Rồi, comment ở đây đã. Rồi, ta quay lên đây. Ta cho một cái tạo ra đây, chúng ta tạo ra một cái thư mục tên là model. Thì trong này nó chứa các thực thể. Cái model ở đây là cái gì đây? Ta chuột phải tạo ra một cái class tên là movie nhá. Movie. Đấy, thì lúc nãy làm suốt rồi. movie.dat. .dat. Chúng ta sẽ class movie, cái này thằng này chả kế thừa từ thằng nào cả, nghĩa là mặc định là kế thừa từ đối tượng object. Yes. Class movie trong này chúng ta có các trường như là ID là integer. Đấy, có string là title.
có release year, kiểu in. Đúng không? Đấy, thì có 3 trường như này. Và bây giờ chúng ta có một cái constructor, có một cái hàm khởi tạo là gì ạ? Movie. Đầu vào chúng ta sẽ có 3 cái thuộc tính này. Và yêu cầu bắt buộc chúng ta require, require. Đấy, yêu cầu bắt buộc phải có. Và chúng ta mở ngoặc đóng ngoặc nhọn có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái parameter này có truyền tham số, có truyền nhãn, phải không ạ? Rồi, chúng ta cũng thực thi cái phương thức toString. Rồi, override phương thức toString để hiện thông tin chi tiết, để lấy ra cái thông tin chi tiết của cái đối tượng movie. Rồi, đấy, chúng ta lấy ra. Ok, thế còn cái hàm nữa để ta biến đổi từ cái map này, từ cái key value này, dạng JSON key value này sang cái đối tượng dạng object, thì chúng ta viết một cái hàm là factory. Thì cái factory này cũng gần giống như là cái static nhé. Chúng ta có thể dùng phương thức static được, đúng không? Static from JSON được. Thì đây chúng ta dùng một cái gọi là factory method. Cái factory method này đầu vào. Thế tại sao lại gọi là factory? Tức là factory có nghĩa là cái giá trị trả về của cái class, cái đối tượng, cái hàm factory nó sẽ là một đối tượng. Vì nó sinh ra đối tượng mà. Factory là nhà máy. Nhà máy tức là sinh ra. Sinh ra nghĩa là tạo ra đối tượng. Ok. Như vậy chúng ta có factory method này để sinh ra cái movie. Nếu các bạn sửa cái factory này thành static thì sao? Thì giá trị trả về của nó là phải là movie là được nhá. Bây giờ chúng ta sẽ gọi cái thằng này. Ta lại mở cái đoạn code này ra. Cái này biết chắc là cái list này phải là list của movie rồi. Đấy. Rồi. Thế ở cái dòng dưới này chúng ta map nó ra một cách nào? Movies bằng gì đó. Cái hàm map này chúng ta sẽ là movie chấm. Gọi cái factory method ở trên. Gọi factory method ở trên from JSON. Mở ngoặc đóng ngoặc item. Đóng ngoặc cái. Xong chúng ta phải to list. Để biến nó ra dạng list. Thành array, thành mảng. Rồi. Xong chúng ta tắt nó đi. Nhớ là cái phương thức thì các bạn để mỗi cái một dòng nhé. Chấm tên phương thức. Xong lại xuống dòng chấm tên phương thức. Đấy. Đấy là cách chúng ta viết. Cho nó dễ nhìn. Rồi. Bởi vì cái phương thức này thì có thể là sao? Nó có thể là sinh ra cái exception, lỗi trong lúc chạy. Đấy. Tức là khi ta biên dịch thì chưa chắc nó chạy, nhưng mà chưa chắc là nó lỗi. Nhưng mà khi chạy thì bắt thì nó có thể là mạng mất mạng này, hoặc là cái đường URL của mình nó không chính xác này. Đấy. Hoặc là server lỗi này. Đấy. Thì chúng ta phải try catch. Có nghĩa là nếu gặp lỗi thì chúng ta sẽ nhảy vào cái dòng exception số 18 đó. Đó. Đấy. Thế còn nếu mà chương trình chúng ta ngon lành thì nó sẽ nhảy được đến dòng số 16. Được chưa ạ? Hết dòng 16. Còn nếu mà có lỗi là nhảy luôn xuống dòng 18. Rồi bây giờ chúng ta chạy đi xem nào. Start debugging. Rồi ta cho xuống đi. Next đi. Đấy. Ok, next xuống dòng. Thì chúng ta sẽ đi qua được cái đoạn này. Đấy, ở đây chúng ta sẽ có cái danh sách movie. Đấy, thì chúng ta sẽ được cái danh sách các cái đối tượng như này. Đúng chưa? Rồi. Có từ phần tử 0, phần tử số 4. Đấy, như vậy chúng ta có 5 bộ phim, 5 phần tử. Đấy, đấy chưa? Hôm nay cái list của chúng ta sẽ là kiểu movie. Đấy. Ok. Như phần tử 0, chi tiết của phần tử 0 đi. Rồi chúng ta chấm ID thì sẽ ra, mà chấm title thì sẽ ra được title của phần tử 0. Đấy, chấm release year thì sẽ là release year của phần tử 0. Đấy, khá là thuận tiện đúng không? Ok, 97. Đấy. Ok rồi, như vậy là cái quá trình này là một cái hàm gửi dữ liệu này. Xong rồi là map này, ánh xạ từ cái dữ liệu về này. Ở đây cái hàm này hàm async mà chúng ta, tức là cái giá trị list movie này trả về, nó sẽ mất một cái thời gian đấy trả về. Và trong lúc nó đang lấy dữ liệu thì những cái việc khác vẫn phải làm. Chính vì thế nó gọi là future. Một cái hàm asynchronous gọi là future. Thì các bạn nào làm việc với lại JavaScript rồi thì cái này nó là promise. Ở đây nó gọi là future. Có nghĩa là ta gọi cái hàm này vào sao? Trong lúc ta đang cái hàm này đang chạy thì là chạy bất đồng bộ, thì các cái hàm khác nó vẫn thực thi. Đến khi mà dữ liệu trả về thì nó sẽ lấy dữ liệu của cái hàm fetch movie thông qua một cái khối lệnh, khối gen, một khối callback. Đó. Bây giờ chúng ta chạy thử xem có đúng không nhá. Thế này cái fetch movie của chúng ta sẽ trở thành gì ạ? Để lấy được dữ liệu chúng ta phải một cái khối lệnh và khối gen, chấm gen. Tức là khi thành công thì nó sẽ nhảy vào khối gen.
Trong cái khối gen này chúng ta có các cái thành phần là gì? Cái giá trị movie trả về và cái phần thực thi. Rồi, movie trả về và phần thực thi. Chúng ta print ra cái movie. Đấy, các bạn print ra cái movie ở đây. Ở đây là từng cái finish task. Chúng ta gọi cái này là task 1 đi, cái nhiệm vụ 1 của chúng ta là lấy ra danh sách movie. Và ở đây chúng ta sẽ là print ra bắt đầu nhiệm vụ 1. Đấy, begin task 1. Bắt đầu nhiệm vụ 1. Ok. Và kia là finish nhiệm vụ 1. Bây giờ chúng ta thử quan sát cái sự bất đồng bộ của nó xem nhé. Các bạn copy hẳn cái đoạn code đi. Rồi chúng ta print ra ở đây là gì ạ? Movie bằng. Ở dòng số 1998 là chúng ta đã lấy ra được dữ liệu rồi. Đó. Báo finish chúng ta lấy dữ liệu, chúng ta in nó ra. Bây giờ ta copy cả cái đoạn code này, ta ném xuống dưới. Và ta gọi cái sau là gì? Begin task 2. Bắt đầu nhiệm vụ số 2. Và cái finish này là kết thúc nhiệm vụ số 2. Dạ. Chúng ta in ra như vậy. Ở đây chúng ta gọi là result 1 bằng. Đấy, và result 2 bằng. Đấy, ghi thế cho nó dễ hiểu. Đấy. Thế bây giờ chúng ta chạy hai cái này. Hai cái nhiệm vụ 1 và nhiệm vụ 2 này xem là cái kết quả nó ra như thế nào. Chúng ta chạy start result. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ hai cái 1 và 2 sẽ cùng bắt đầu. Nhưng mà cái xong rồi cái 1 nó kết thúc trước và tí nữa cái 2 nó mới kết thúc. Có nghĩa là hai thằng này chạy bất đồng bộ. Tức là cùng xuất phát cùng một thời điểm, chạy song song, không ai đợi ai cả. Đấy. Thì đây là cái trường hợp mà chúng ta muốn hai cái nhiệm vụ 1 và nhiệm vụ 2 chạy song song thì chúng ta sẽ viết như thế này nhá. Đấy. Nhưng có những trường hợp chúng ta lại thấy rằng là cái task 1 phải xong thì mới được task 2, thì lúc đấy là chúng ta nhân cái khái niệm await các bạn nhé. Nếu mà hai nhiệm vụ chúng ta không độc lập, tức là độc lập với nhau, thì chúng ta cho nó chạy song song. Còn nếu chúng ta thằng nọ phụ thuộc thằng kia, tức là phải xong thằng 1 thì phải lấy kết quả thằng 1 mới chạy được thằng 2, thì lúc đấy các bạn phải async. Rồi các bạn đổi cái hàm main này thành hàm async, thêm cái khối này vào. Đấy, ở dưới này chúng ta gỡ gọi hai cái hàm async vừa rồi thông qua lệnh await. Như vậy chúng ta có await fast movie, giá trị trả về của nó là một cái result 1. Đấy, lúc này chúng ta không cần khối gen nữa các bạn nhé, không cần khối gen để catch, không cần khối gen nữa. Print result 1. Cái đoạn code này gần giống cái đoạn ở trên, người ta giống ở trên. Nhưng có cái là ta không có khối gen nữa mà ta thêm cái await. Await nghĩa là nó chạy xong rồi thì nó mới sang cái task 2. Đúng không? Lúc này là result 2. Và chúng ta in ra result 2 bằng như thế này. Rồi. Thế bây giờ chạy thử một cái xem nào. Chạy thử nhá. Này chúng ta sẽ nhìn thấy là task 1 xong thì mới đến task 2. Begin task 1 xong là end task 1. Đấy, đúng rồi, thấy chưa? Xong rồi bắt đầu mới start begin task 2 xong là end task 2. Đấy, thì các bạn thấy không? Nhưng này là hai cái task nó tuần tự rồi đây này. Nó chạy xong thằng 1, xong bắt đầu là nó ra result 1. Xong bắt đầu nó mới begin task 2. Đấy. Thì đây là hai cái task bất đồng bộ nhưng mà nó đang phụ thuộc kết quả vào nhau. Tức là thằng 1 có kết quả thì mới chạy thằng 2. Đấy. Nhưng mà tổng thể cả 1 và 2 thì là sẽ chạy song song với thằng khác. Đấy. Thì đây tùy theo trường hợp mà chúng ta sử dụng await, hoặc tùy trường hợp mà chúng ta chạy song song. Đó. Ok, như vậy là chắc là đến đây là cơ bản là đã giới thiệu cho mọi người về Dart, tức là cập nhật về ngôn ngữ Dart dành cho những bạn mà đã xem những cái video Flutter của mình rồi. Nhưng mà đến đây thì nó có những cái cập nhật mới mà chúng ta cần phải xem bổ sung. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm.